chào mừng qua đã quay trở lại kênh YouTube DK Audio Thanh Số nhé. Rồi, hôm nay bên DK Audio Thanh Số nhận được đơn của chú Lê Văn Phương. Chú có số điện thoại là 0792 3 giờ cuối là 7325. Vâng, chú ở số 176 ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Vâng, trước tiên cho thay mặt công ty DK Audio Thanh Số thì cảm ơn chú đã ủng hộ sản phẩm bên DK Audio Thanh Số nhé. Vâng, thì sau khi chú có tìm hiểu kênh YouTube và chú có đặt sự tin tưởng cho bên JK để đặt một cái súp B3 mã là BS717, 25 mã. Vâng, thì đây là cái súp B3 bên cháu đã lấy ở kho ra và đang test đấy ạ. Đây, cái thùng của chú thì vẫn đang nằm đây ạ, bên cháu đã bỏ sẵn ra rồi ạ. Nên là bên cháu trước khi quay review cái sản phẩm này của chú thì bên cháu cũng test rất là kỹ trước khoảng vài giờ để nó ổn định thì bên cháu bắt đầu mới quay lại review sản phẩm chú đã đặt ạ. Ở đây là tổng thể cái sản phẩm của chú đặt đi nhá. Súp B3 này, bát 30 cân chỉ đỏ mặt trước này, được bảo vệ bởi một mối e căng sắt rất là chắc chắn. Và ẩn sau cái e căng này là cả một cái củ bát rất là to, gân chỉ đỏ, lực oánh cái tiếng trầm thì cực kỳ sâu và chắc, đặc biệt là rất là gọn tiếng, không như các cái dòng trầm trôi nổi trên thị trường. Sơn sần màu đen rất là lì, nhìn đầy sức sống. Đây thì cháu sẽ quay ra phía sau đi ạ. Chú bảo nhà chú có đang dùng vang và idol thì là cháu sẽ tặng chú cái dây AV 3m để chú đấu trực tiếp từ idol ra nhé. Và cả cái giấc Canon da hoa sen nữa ạ, da AV đấy ạ. Thì về chú chỉ việc đấu thôi ạ, chú không phải mua thêm thiết bị nào để hỗ trợ. Đây là súp của chú đang hoạt động chú nhá. Nên là cháu sẽ tắt súp của chú đi này. Để cái giải âm nó khác hoàn toàn luôn ạ. Thì chú và mọi người cũng để so sánh được là khi có trầm nó khác và khi không có trầm nghe rất là khô. Vâng, sau đây cháu lại bật trầm của chú lên nhá, để chú trải nghiệm sự khác biệt. Nghe rất sâu và lực. Đây mã này, B3 BS7725 mã đây ạ. Hàng này là hàng nhà cháu, nhà máy Trung Quốc nhé. Nên các bác và chú cũng yên tâm là hàng chuẩn nhà máy luôn ạ, để đảm bảo cho các bác khách hàng sử dụng những sản phẩm trầm tốt nhất và rẻ nhất. Vâng, chú Phương nhé, thì sản phẩm này của chú hoạt động rất là hoàn hảo, rất là tốt, không lỗi lầm gì ạ. Trong cái súp B3 gân chỉ đỏ này, mã BS7725 mã là được nâng cấp bởi cái mã 77 thường, rất là chạy và chất lượng rất là tốt, và nói chung là nó được sở hữu những công nghệ mới nhất hiện nay, không có tạp âm, đặc biệt là không có tạp âm, nghe tiếng rất là dễ chịu. Những dòng chưa nổi thì nghe nó ù tai, nói chung là có những bác mua về đã vứt đi rồi ạ. Thì các bác đã đặt lại bên DK Audio Số để sở hữu những cái sản phẩm tốt nhất. Vâng, thì cháu xin phép chú Phương nhá, thì cháu tháo ra và sau khi đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng thì cháu bỏ ra và cháu đóng thùng cẩn thận cho bác chú để cháu gửi nhá. Còn bên DK Audio Thanh Số thì cũng mong chú nhận được hàng sớm để chú trải nghiệm cái chất trầm của bên cháu. Vâng, chú và có gia đình nào mà thích cái giúp B3 này của chú thì chú giới thiệu cho bên cháu nhá. Vâng, thì cháu cảm ơn chú. Vâng, thì sau cùng thì cháu chúc chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Chúc chú luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, xin chào chú và hẹn gặp lại.